hai buổi đều hết hả? Cho uống ấy nữa hả? Cho uống cái gì hèm hả? Con bò này mua ở đâu? Dưới lái là hả? Mua qua lái là hả? Tức là mua qua lái xuống rồi mua cái người dân. Ví dụ như lái thì nó nói mà người dân thách cao quá mình mua không nổi. Mà tức là xuống lái lại ngon. Rồi rẻ hơn hả? Không biết sao mà cứ dân ở trên đây mình muốn mua lại mà cũng được. Nó nói cao quá mà xuống lái lại rẻ. Cho đúng hèm hả? Hèm cám. Hồi đó nó mua nó ốm teo, xương đồ lôi ra luôn á. Giờ về vỗ béo hả? Con này hầu đó là rồi, cái này nuôi chừng nào mới xuất mới bán được. Con này chắc phải qua tháng 3 thì cuối tháng 3 thì chắc bây giờ nếu mà nó cỡ này là cũng ba mấy triệu hả? 7-8 triệu á. Còn con này hầu đó mình mua 23 này, nó có mấy tháng rồi, bây giờ nó phải có 30 23 triệu. Hầu đó mua 23 triệu là cách đây 3 tháng. Mà bây giờ nó phải có 30 triệu. Mà ưu đã ha. Nó mà nó phát lên rồi thôi chứ. Đã. Con kia mà tới chừng ra đó tới 40 mấy. Nó nếu mà nuôi đúng luôn á, ưu được phát luôn á, tới 40-50. Đó hả? Con nãy con trọc này á, tại giống nó giống rất man mà. Giống này giống, giống này giống bò lai. Con kia hả? Ừ. Bò lai rất man á. Này có ưu à. Hả? Đi. Mười chín triệu hả? 19 vậy tổng hết 8 con này là hết vốn hết nhiêu tiền không? Vốn mấy trăm? Trăm mấy à? Trăm mốt chục triệu ha. Và bây giờ bán ra là nếu mình nếu mà qua tháng 3 thì bán ra thì con đây cũng còn gần 40 nè. Con kia là trung bình cứ mỗi con là cũng còn 40 hết rồi. 40. 4 con là nó không được là hai cho nó lời nữa đi. Nữa. Lời nữa mà mấy tháng? 7 tháng hả? 7 tháng. Nếu mà qua tháng 3 thì cũng có 8 tháng 9 tháng chứ. Vậy là một tháng tính nếu mà nuôi 8 con này bình quân ra một tháng cũng được 20 triệu vậy. Thì một mười mấy triệu mình trung bình thấp nhất có con lớn con nhỏ thì tháng trung bình mình cũng được 2 triệu con lời á. Lời 2 triệu 8-16 triệu. Đó. Lời 2 triệu con là thấp. Ý là tính có kia có nọ. À. Có con nhỏ chậm lớn nói chung trên chục triệu hả? Nếu mà 8 con này thì một tháng lời khoảng chục triệu là chắc luôn á. Không không tới hả? Thì một tháng trung bình 2 triệu thì 2 triệu 8-16 rồi. Trên chục triệu là chắc chắn rồi. Sáu con nhớ. Sáu con hả? Sáu thì chục triệu. Nếu mình cũng khỏe, đâu có làm nhận nhờ đâu. Sáng qua cắt cỏ 2 buổi hơn. Đâu có, sáng là cắt chút xíu rồi. Nó ăn buổi sáng là ăn rôm thôi. Là ăn rôm bài bạ rồi buổi chiều trưa cho uống cám rồi chiều mới cho ăn cỏ. Ăn cỏ hả? Chiều sáng cắt thấy cỏ bên kia phải không? Nè. Kia đồng cỏ bên kia này. Đồng cỏ nuôi đi qua coi đồng cỏ nè. Hey, chào tất cả các bạn, hiện tại bây giờ mình đang đứng ở phía sau mấy con bò nè của một người anh. Các bạn biết là đây là con bò mà nuôi về để vô bằng hình thức vỗ béo của người nông dân. Hình thức vỗ béo tức là khi mình mua về những cái chọn những cái con bò mà giá nó vừa hợp lý cái túi tiền của mình đem về mình vỗ béo khoảng 5 tháng, 6 tháng có khi là 7 tháng là bán. Thì nãy mình có trao đổi với ảnh thì một tháng trung bình 6 con này thì có thể lợi nhuận kiếm về khoảng trên 10 triệu. Đây là một trong những cái cách mà làm giàu của người nông dân. Mình thấy nó cũng hay nên mình muốn làm cái video này mình chia sẻ cho các bạn. Bây giờ cho nó uống hèm hả? Uống hèm với cám. Mình vỗ béo bằng hèm với cám à. Bánh dầu là cái gì? Biết cái đậu phộng không? Đậu phộng á ha.
người ta ép ta lấy cái dầu rồi còn lại cái còn xác cái xác ấy là mình mua về hả? Mua về rồi với mình nó rẻ tiền lắm. À, trong đó nó béo ha, có chất béo nhiều. Có chất béo, chất đạm, đạm cao á. Mà nó rẻ tiền lắm. Bắt mông hả? Đây, các bạn thấy mấy con bò đây rất là đẹp, bò u cao to, bò này là bò giống lai nè. Chung con nào nó cũng bự hết. Đây có 6 con. Đây đây đây, tới này. Không quen, không quen nha. Hèm ra. Đây các bạn thấy là chuẩn bị đổ hèm ra cho bò uống nè, bò không biết uống rượu nha. Trong đây nó còn mùi rượu phải không? Hả? Trong đây nó còn mùi rượu chứ? Còn chứ, còn chất men nó chứ. Còn chất men mà. Uống chừng nào nó say thôi, nó say nó ngủ. Đây là những cái canh hèm được mua ở cái chỗ mấy cái lò rượu người ta nấu, người ta bán. Một canh vậy là bán bao nhiêu dốc? 3.000. 3.000 hả? Rẻ vậy hả? Một can này là bán 3.000 đồng. Thì mình mua về mình chập nữa mình sẽ trộn với cám để cho những con bò này ăn nè. Các bạn thấy được bộ béo vừa rơm với rơm rồi cám với lại hèm và bánh cái bánh đậu phộng á, đậu phộng mà người ta ép dầu á, thì ép xong là còn mình mua chất xơ đó về mình cho mình trộn vào cho bò nó ăn. Các bạn thấy đây, bò vỗ béo là bò béo xẹo luôn. Đây là con bò ha, bò màu đen. Bạn thấy nhìn nó rất là show. Bò mà nhìn đẹp hay không là các bạn nhìn thấy cái u nó bự ra, nó phát u ra là thấy bò đẹp. Một con là trung bình một bữa 1 ký cám. 1 ký cám, cám 7.000 ký hả? 6.000. Bánh dầu cho con có 1.000. Cái đó bánh dầu hả? Bánh dầu. Dầu là bánh dầu ta ép à. À, bánh dầu có 1.000. 1.000 là 7.000, 7.000 với lại một thùng hèm. 3.000 là 10.000. Thùng hèm uống không hết. Uống hết là nửa thùng ấy, 1.500 nữa là cho nó cho nó chi phí khoảng 15.000 con không, ngày. Không có. Không tới 10.000. Rơm. Hả? Anh phải tính rơm, tính cỏ chứ. Tính rơm cỏ thì cỏ mình có thì mình có chừng cái đây này chứ. Đây hai vợ chồng là tập trung vào nuôi bò vỗ béo. Đấy, các bạn thấy đây nãy là 6 con quá, 6 con. Có muối hột nữa. Rồi cái đen đen đó là cái gì? Mặt đường. Mặt đường hả? Ồ, bò này hèn gì là nó nhiều đủ chất dinh dưỡng luôn. Đây giờ đổ mặt đường vào cám. Một con một xô vậy hả? Rồi bây giờ tới phiên là đổ hèm. Hèm là sau khi rượu nấu xong á, ta ngâm ta ủ men, ủ cơm. Ta nấu men xong, ta nấu rượu xong là còn ra cái hèm thế này là mua nè. 3.000 thùng à. Mua 3.000 thùng này. Còn cái nước cơm hôm nay có 2 thùng hèm à. Cũng bữa 2 thùng. Còn lại nước cơm thì nó cho. À, nước cơm lò ta cho ha. Nước cơm nó cũng bổ lắm á. Cơm không á chứ, cơm nó nấu người ta nấu là cái nước cái gì? Cái nước chứ cái cơm nó còn nhiều lắm. Thank you.
Không, anh không trộn đều lên nè. Đổ vô mới trộn. Đưa đổ nó con. Là bỏ nguyên máng vậy là làm cho cứ con hay là hai ba con lần chứ? Một con một máng. Con một máng ha, sợ dành lộn ha. Thì cũng phần đứa nào nó uống. Bò nó uống nó trả cho mình cũng nhường cho bò nó đâu có nhường. Ví dụ như mình uống rượu mình cũng nhường thằng ly nó qua tua rồi, bò nó đâu. Đâu cho nhường. Này thì con gà nó ăn nha. Mấy con gà này mình nuôi luôn anh Tân. Gà, gà này là của cậu Tân hay là của anh? Nhà luôn hả? Thì nuôi thì cho ông lấy tiền. À, nó tới nó uống luôn hả? Đây bây giờ bò nó sẽ uống hèm nha các bạn. Đấy, mỗi em là một máng như vậy khỏi dành. À, bây giờ tắm luôn, trong ăn là tắm bò luôn cho nó mát. Tắm mát xong vô làm một bụng này là ngủ. Uống xong say ạ, uống hèm xong say vô là ngủ là vừa. Muốn rồi.
chưa? Được là anh uống là uống rượu ai tắm mát cho tao đâu tắm.